Chào mừng anh em đã đến với Sun Sale và đánh giá. Và mình là Đại Công Nghệ. Trên bàn của mình có 3 chiếc máy đều chạy chip Dimensity 8100 anh em ạ. Đầu tiên là chiếc Redmi Note 11T Pro. Thứ hai là chiếc Redmi K50. Và thứ ba là chiếc Realme GT Neo 3. Hôm nay mình sẽ test hiệu năng của 3 chiếc máy này khi chơi Genshin Impact anh em nhé. Đầu tiên là con Redmi Note 11T Pro, mình đã up sang Romboco X4 GT anh em ạ. Bộ nhớ trong là 128GB, RAM 6GB này, chip Dimensity 8100. Với con Redmi K50 thì chưa có bản quốc tế nên mình chưa up sang được ROM quốc tế anh em nhé, nên vẫn chỉ có tiếng Anh thôi. Con này thì RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB và cũng chạy chip Dimensity 8100 nhé. Con này thì RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB và cả ba máy này đều chạy trên phiên bản Android 12 anh em nhé. Anh em cũng biết rồi, điện thoại của Xiaomi thì chuyên gia là lock FPS lại, không cho chúng ta chơi game. Thì mình sẽ làm một cái đó là tắt ứng dụng JoyXe đi anh em nhé. Hiện tại là JoyXe vẫn đang hoạt động này. Đây mình đã tắt JoyXe đi rồi anh em nhé. Còn cái pin và hiệu suất thì vẫn còn đây. Và 15 phút đầu tiên thì mình sẽ chơi chưa đo FPS vội anh em nhé. Phần trăm pin hiện tại còn 100% này. Và mình đang chơi trên kết nối Wi-Fi cũng như độ sáng mình để là 80%. Pin hình ảnh thì bây giờ mình sẽ đẩy lên cực cao anh em nhé. Cực cao và 60fps này. Lúc đầu thì nhiệt độ bây giờ vẫn là đang 36 thì FPS có vẻ rất là ổn định nhá. Mình chơi game được 6 phút rồi anh em ạ. Và nhiệt độ lên là 43 độ C rồi. FPS thì đôi khi vẫn lên được 60. FPS combat vẫn được 53fps này. Vẫn được 58-59 này. Chúng nó xuống 4x rất nhiều. Gần như là khi combat nó không bao giờ giữ được 5x-6x rồi anh em ạ. Mình đã chơi gần 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đo FPS anh em nhá. Rồi anh em ơi, FPS hiện tại vẫn đang 59-58-60 này. Đấy. Hiện tại là đang 46,7 độ C theo như hệ thống đo được đấy. Khá lag anh em nhỉ, xuống 36 FPS này. Ok, sắp hết thời gian rồi, mình sẽ đi đánh một ải La Hoàn anh em nhá. Và La Hoàn thì mình nghĩ là nó sẽ lại mượt kinh khủng luôn. Thì rất là mượt luôn anh em ạ. Vào trong này thì mượt thôi rồi luôn. Đấy, FPS ở trong này rất ổn luôn anh em ạ. 5x là chuyện bình thường trong La Hoàn này, mặc dù là rất nhiều hiệu ứng đấy. Ok, mình đã chơi xong cái Genshin Impact trên con Redmi Note 11T Pro rồi anh em nhé. Thời gian là 32 phút chơi. Phần trăm pin còn lại là 87% anh em ạ, sụt 13% trong 32 phút chơi nhá. FPS trung bình được 47,5 FPS anh em ạ. Anh em nhìn cái biểu đồ này. Đấy. Rất là khớp khỉu đúng không nào? Với con máy này thì anh em chỉ chơi cái mức độ trung bình thôi. Mình test như thế này để cho anh em xem cái hiệu năng so với những cái con máy khác giá tiền cao hơn cũng sử dụng cái con chip này nó thể hiện như thế nào anh em nhé. Vào La Hoàn thì đánh vẫn rất là êm luôn. Còn ở ngoài thì lúc mình chỉ cho anh em là nó xuống có 10fps ấy. Nhiệt độ mặt trước của Redmi Note 11T Pro sau 32 phút chơi là 41 độ C ạ. Nhiệt độ khung viền cũng là 41 độ. Và nhiệt độ mặt sau lên đến là 44 độ C. Rất là cao luôn. Tiếp đó là chúng ta sẽ đến với chiếc Redmi K50 anh em nhá. Mình sẽ tìm cái JoyXe cho anh em này. Mình xóa luôn rồi anh em ạ. Và pin và hiệu suất cũng xóa luôn rồi. Hôm trước thì mình có làm video test game xóa hai cái ứng dụng đấy ấy, thì không cài lại được anh em ạ. Khi mà xóa hai cái ứng dụng đấy đi rồi thì sẽ không còn cái công cụ đo FPS trên điện thoại nữa anh em nhá. Dung lượng pin hiện tại còn 95% và mình đang chơi trên kết nối Wi-Fi này. Độ sáng mình đẩy lên là 80% nhá. Với cái chiếc điện thoại này thì mình cũng sẽ chơi tầm 15 phút rồi mình đo FPS anh em nhé. Mà anh em chịu khó bởi vì nó sẽ không có cái FPS ở ngay trên màn hình này được. Hình ảnh thì mình sẽ thiết lập lên là cực cao này. 60fps này.
Với xong là layer map là nó cũng có hiện tượng là khựng đấy anh em ạ. Redmi K50 này, cái tóc của nó bị làm sao nó hơi bệt bệt lại nhá. Được rồi, mình đã chơi 15 phút rồi, mình sẽ đo FPS anh em nhá. FPS hiện tại đang báo là vẫn 5960 nhá. Đây tầm hơn 40 độ. Vừa xong mình hơi lia một cái là xuống 4x ngay. ba x 38 fps, 31 fps 29. Rồi xuống 34 này. Thì máy bây giờ còn 36 fps thôi anh em ạ. Mình chơi được 26 phút rồi và bây giờ máy nóng lên rất nhiều, còn 26 FPS anh em nhé. Chứng tỏ là con chip 8100 trên những cái con máy của Xiaomi thì có làm mọi cách thì cũng không thể nào mà chơi ngon được anh em nhé. Mình làm mọi cách rồi anh em có thấy không? Hai 9 FPS luôn. Đấy. Rồi xong còn 25 FPS này. Và 5 FPS này, FPS thấp trượt. Ok, mình đã chơi game được 30 phút rồi thì mình sẽ dừng lại và đo FPS anh em nhá. Về nhiệt độ của máy thì hiện tại là mặt trước 44,1 độ này. Nhiệt độ khung viền là cũng 44 độ luôn. Còn đây là nhiệt độ mặt sau này. Nhiệt độ mặt sau cũng rơi vào 44 độ anh em ạ. Và sau 30 phút chơi thì lượng pin còn lại là 83% anh em nhá. Đây là dữ liệu đo FPS khi mà mình chơi Genshin Impact trên con Redmi K50 anh em nhá. Thì FPS trung bình được 47,1 FPS này. Lúc đầu thì FPS có vẻ ổn định này, nhưng mà càng về sau máy nóng lên rồi thì FPS xuống rất là kinh khủng luôn. Xuống 29 FPS là chuyện bình thường luôn ấy. Trong lượt chơi này thì mình không có dịch chuyển nhiều anh em nhá. Nhưng mà FPS anh em nhìn xem này, rất là kinh khủng luôn nhỉ. Cuối cùng là sẽ đến phần test game của con Realme GT Neo 3 anh em nhé. Mình sẽ bật chế độ GT lên. Mình đã vào game rồi thì phần trăm pin hiện tại lúc này đang còn là 38% pin anh em nhé. Đồ họa thì mình sẽ để là cực cao này, 60 FPS này. Nói chung là có vẻ là như mấy con chạy chip Dimensity thì cái hình ảnh nó hơi mờ mờ một chút anh em ạ. Mình vẫn nhìn thấy cái bệt ở trên tóc ấy. Mấy con chạy chip Snapdragon thì mình thấy nét hơn, kể cả ví dụ như con Samsung A95G ấy anh em ạ, chạy chip 855 nhưng mà nhìn cái tóc các thứ nó vẫn nét hơn, nó không bệt bệt đâu. Ok, phần trăm pin còn lại là 37% này. Mình bắt đầu chơi game nhá. FPS hiện tại thì vẫn đang được 60 FPS, anh em có thể nhìn thấy ở đây nhá. Vừa khựng xuống 54 anh em ạ, 52 này. Lại lên 60. Ok, đến lúc này thì mình sẽ đo FPS luôn anh em nhé. FPS vẫn đang ngon lắm anh em ạ. Toàn 57, 60 này, 58 này. À, xuống 4x rồi nhá. Đây, 46 này, 38 này. GPU vẫn đang làm việc 100% anh em ạ. Nhưng mà nóng lên thì FPS vẫn tụt thôi. 32 FPS này. Máy thì nóng lắm rồi anh em.
Xuống 3X anh em ạ. Máy thực sự là nóng lắm rồi anh em ạ. Con này mình nghi là 8100 mà cứ chơi với cái nhiệt độ này khả năng cũng đi đời thôi. Chắc chắn đấy, nóng lắm. Con này khả năng các bạn cũng chỉ chơi trung bình thôi các bạn ạ. FPS bây giờ đang xuống 3X này. Nhưng con này trâu quá các bạn ạ. Nhưng mà chỉ được hiện tại thì máy nóng rất nhiều rồi và GPU thì đang chạy 100% rồi. Tuy nhiên là không ăn thua lắm. Ok, mình đã chơi game được 25 phút rồi anh em nhé. Phần trăm pin còn lại sau 25 phút chơi là còn 12% các bạn ạ. Nhiệt độ mặt trước mình đo được lên đến là 44 độ C này. Nhiệt độ khung viền bằng nhựa thì là chỉ là 37,7 độ thôi. Lên đến là 45 độ C anh em ạ. Đây là dữ liệu đo FPS khi chơi Genshin Impact trên con Realme Neo 3 anh em nhé. Thì FPS trung bình của nó được 43,1 FPS này. FPS sau 15 phút chơi ấy thì rất là ngon, lúc đấy là máy vẫn còn mát ấy, thì toàn 60-59 này. Tuy nhiên sau khi nó nóng lên rồi ấy, vào combat thì FPS sụt rất là nhiều đấy, anh em thấy không? Ở đây thì mình thấy là 25 FPS là thấp nhất này. Tuy nhiên cái này là liên quan đến vấn đề nhiệt độ ấy, và khi chơi game này thì anh em chơi mức độ trung bình hoặc là chắc ăn nữa, anh em gắn thêm cái quạt tản nhiệt cho nó nữa nhá. Anh em có thể nhìn thấy trên hình thì trên biểu đồ thì ba cái con này cùng chạy chip Dimensity 8100. Khi mà lúc đầu thì hầu hết ba con đều có sự ổn định. Con Redmi Note 11 T Pro thì ổn định kém hơn hai con kia. Nhưng mà càng về sau chip Dimensity 8100 trên ba con này nó nóng lên rồi ấy thì nó hoạt động không còn tốt nữa. CPU, mặc dù CPU và GPU của Neo 3 hoạt động rất nhiều nhưng mà FPS vẫn là rất là thấp. Tương tự Redmi K50 cũng vậy và Redmi Note 11 Pro thì càng như thế. Redmi Note 11 Pro thì lúc mình đo FPS trung bình là 47, tuy nhiên là mình đã đo lại cái khoảng mà nó chưa vào ví cảnh ấy thì FPS trung bình chỉ được 44 FPS cho anh em nhé. Để chơi game tốt hơn trên ba con này thì chắc chắn anh em sẽ phải giảm đồ họa xuống trung bình hoặc là anh em mua thêm một cái sò lạnh có chất lượng ok nhé. Và anh em tuyệt đối không vừa sạc vừa chơi nhá. Máy đã nóng này rồi, anh em còn vừa sạc vừa chơi thì rất là nguy hiểm luôn. Còn ý kiến của các bạn thế nào thì đừng quên để lại bình luận dưới phần mô tả nhá. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký để ủng hộ chúng mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.